Hello xin chào mọi người đã trở lại channel của mình ha. Mình là Quán đây thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lớp học Ninja. Vâng, mọi người đừng quên đó chính là để lại một like và subscribe ủng hộ cho mình. Hôm bữa thì mình rất là bận luôn, bây giờ mình mới ra được lớp học Ninja tiếp. Thì nếu mọi người yêu quý lớp học Ninja của Minecraft của Quán thì mọi người đừng quên đó chính là để lại một like và subscribe ủng hộ cho Quán, để Quán có thêm nhiều động lực để có thể sáng tạo ra nhiều video Minecraft cho mọi người xem, nhất là lớp học Ninja cho mọi người. Thì hôm nay bây giờ sẽ rủ con đúp đi mua mì tôm. Mì ramen chứ không phải là mì tôm các bạn à, thì nó cũng giống như là mì tôm thôi, nhưng mà nó có trứng đồ các kiểu rất là ngon đó. Thì quá trời, sao lưng mình đây, trời, con này này chứ ai, mày làm tao hết cả hột. Ủa sao tiếng của mày nó bị giật núp, sao tao nói chuyện bình thường mà. À ok, bình thường à, đó lại mua búa cho cố vô. À bây giờ tao sẽ dẫn mày đi mua mì tôm, nhưng mà mì tôm đâu mua? Trời ơi, ta có cái vé ăn mì miễn phí free ramen, hay là gọi là free mì tôm. Thì hôm nay bọn mình á sẽ học đó một cái rất là quan trọng luôn để đánh bại thằng Ben sắp tới ngôi làng của mình. Đó chính là gì? Đó chính là Sagemod, còn hay còn gọi là tiên nhân. Còn con núp nó học cái gì thì không biết tí nữa. Nó chơi nó dám lấy cái cây sắt nó gạch ngang cái huy hiệu trên đầu nó kìa, mọi người thấy không? Con núp hung dữ. Mày cho tao cái huy hiệu này rõ ràng. Cho tao hả? Nhưng mày là tập thằng Uchiha là nó làm vậy đó nha con núp kia. Chào mọi người, mọi người nhớ mình không? Mình là Yeti. Mày là Yeti thúi. Ê, hôm nay tao dẫn mày đi mua mì tôm mày núp. Mì tôm ở đâu? Làm gì có mì tôm? Trong đây làm gì có mì tôm, chỉ có mì ramen thôi. Mì tôm, mì ramen cũng là mì tôm nhưng mà nó bỏ thêm trứng gà đồ vô thôi. Ủa? Nhưng mà không có con tôm. Có con tôm, trong đó có trứng cút luôn. Có trứng gà nè các bạn thấy không? Còn miếng à. Nên thôi đi dành ăn, đi mua mì ramen. Ủa, bây giờ đi kiếm cái chợ chỗ nào ta? Cái chợ mà bán mì ramen chỗ nào ta? À, mình thấy rồi. Ôi, cái bạn qua đây lát, các bạn biết tại sao không? Rất là nhiều dân làng sinh ra ở chỗ khu vực đó. Ồ, nên nó rất là giật luôn. Vậy? Nên thành ra khúc này rất là giật, mình sẽ đi rất là khó. Nên... tao đi hết nổi rồi anh hả? Thôi mày né ra cái khu vực này đi, chứ không là mày chết luôn á. Rồi tiêu rồi, tao đứng đây luôn cho tao rồi. Tao không thể làm gì được luôn rồi. Ê, tao nhìn hướng này tao đi được nè. Ủa sao ông tạp hóa này không cho tao mua luôn đó bơi, chết rồi, toan rồi. Thôi nè, ai đây coi đây ra. Tiêu diệt mấy ông dân làng hết đi. Không làm gì được rồi, tao bị lát rồi. No, đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi, trời ơi, mày dẫn tao vô cái chỗ gì vậy, tao đứng im đi luôn rồi. Cái khu vực đó né nè, trời ơi, ở ngoài này mua mì tôm được không? Không mua được luôn. Ây da, mua được gói rồi. Trời ơi, mua được có một gói. Lát coi. Ok, mình trở về đi gặp ông thầy luôn. Khỏi có mì tôm mì tiết kia đây nữa các bạn ơi. Lát quá trời lát luôn. Mệt quá mọi người. Không thể mà mua mì tôm ở trong đó được. Thôi mình ôi, né luôn. Ôi, tao về tới rồi Quánh. Được rồi. Mừng quá, cuối cùng tao cũng về tới rồi, trời ơi. Chắc là do ngôi làng quá đông nên mọi thứ khiến giật lát hôm nay thôi. Để con làm nhiệm vụ luôn. Chưa kịp mua gói mì tôm ăn. Cầm free ramen đi mua mà nhưng con chưa kịp mua nó thầy ơi. Rồi, hôm nay hả, sẽ chính thức học Sagemod. Wow, Sagemod, bạn nào ở đây biết Sagemod là gì các bạn nhớ để lại bình luận cho mình nha. Sagemod còn có cái tên khác đó chính là tiên nhân nha mọi người. Các con vào phòng thi đấu chuẩn bị làm nhiệm vụ để trở thành tiên nhân. Nhưng mà mình cần có nghiễn thuật để cho thầy đưa mình hình như là trong đây đúng không? À đúng rồi, đây là những thứ cần thiết. Ok, bây giờ mình... Wow, sao tao không được học hả? Mày lấy hết chơi ạ? Trời ơi, tao đi chơi cuốn sách đó mày để học Sagemod đó con núp này. Bây giờ... đi kiếm bàn chế tạo. À, hình như ở trong phòng đó có bàn chế tạo. Nhà này nhà mày hả? Ghê rồi, có nhà luôn. Bàn chế tạo chỗ nào ta? Để tao chọn một chỗ làm nhà coi. Cái này không được, chỗ này không được. Bây giờ... nhà của tao ở đây. Đi kiếm bàn chế tạo coi. À, bàn chế tạo đây rồi các bạn. Bây giờ chúng ta, vì đầu tiên chúng ta sẽ chế tạo đó chính là một cái... Ủa? Đây nè, bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái kia, cái mà dùng để mà cái siêu Sage Scroll các bạn, cuốn sách mà để trở thành sao Sage đó, mình sẽ làm nhiệm vụ trong những cuốn sách này đó. Mình sẽ đưa cho con núp một cái, quên để bên giữa. Đây, con núp, ơi chết rồi, lỡ tao chế cho tao cầm luôn rồi. Ủa sao nhà này nhà của mày hả? Nhà này của tao mà, tao mới chọn mà. Nè, cái cuốn này, ơi chết rồi, tao chụp cái cuốn này coi mày lượm được không. À, cũng được kìa.
Rồi, bây giờ mình sẽ cầm cuốn sách này, mình chạy qua phòng thi đấu nha mọi người, để mà mình có thể làm nhiệm vụ của thầy Jaraja. Và con đúng đã học thầy nào thì không biết nữa, để chúng ta cùng tới đó gặp hên xui, nó gặp để được học cái slut Sagemod của Tenosunai cũng được. Tenosunai chứ. Bây giờ mình ai cuốn sách này á mày? Không, mình đâu có được cái cuốn sách này, nó ghi đó là mình lép click vô Sanin. Sanin là một trong những gọi là Kage, các bạn, là một trong những ninja gọi là ninja huyền thoại á, như là đệ nhất nè, rồi đệ ngũ nè, rồi hay là còn gọi Sanin như là thầy của mình Jaraja cũng là một trong những huyền thoại, hay còn gọi là Kage các bạn, một trong những ninja Kage được gọi là những cái ninja huyền thoại các bạn, ninja thân thuộc đỉnh cao. Bây giờ mình sẽ bay qua cái bức tường này. Ây da, mình hết mì tôm ăn, không dám tới khu kia ăn nữa các bạn, khu kia độc dân quá. Ủa đâu rồi anh? Đây nè, tao nhảy cái tường. Ê, này tao bay giỡn quá ta. Bay ra ngoài luôn hả? Bay qua cái tường ở đây, sao tao bay cao không được ta, kỳ vậy trời. Ăn vô cho nó no vô mấy. À, quên bật sắt ra, quên. Chứ sao bay không tới ta? Hôm nay bay sao ứ, trời, bữa mày mình bay ghê lắm. Mình phải học lại cái tập cách bay của mình á. Lần trước mình bay ghê lắm mà ta, sao lần này mình bay yếu ta. Bay từ từ đi. Bay lên đọt cây cao nè. Bây giờ lần trước mình bay, mình nhớ lần mình bay cao lắm mà giờ bây giờ mình bay thấp tổn rồi các bạn. Không biết tại sao nó, nguyên nhân gì cũng không biết luôn. Mì tôm vô. Hát chắc là giờ ăn mì tôm bị no bụng rồi. Con núp mày bay qua đây nè, mày đi qua đó núp. Mày có đường đi nè mày ơi. Trời, tính ra từ cái cổng mình chạy qua đây có gần xịt luôn á. Ui da, rồi rớt ra ngoài rồi. Mày đặt bay nó chứ, bay cụ bắp mà còn bay nữa chứ. Ê, hôm nay mình bay không được cao. Mày chạy qua thanh này nó. Nào vậy? Chết tao hết thấy rồi. Thì rớt đọt cây rồi. Đọt cây nào vậy? Mày rớt đọt cây nào vậy? Tao không thấy mày luôn. Đây nè, chạy qua đây nè. Chạy ngược đường lại. Trời ơi. Để tao leo lên thành cái ơi. Từ từ để tao leo lên thành cái. Khổ ghê luôn á, con núp này nó rớt xuống thành rồi mình bó tay với nó luôn á. Mày đâu rồi? Ở đây nè, gò giỏi rớt nó luôn. Đi qua đây coi kia. Nhảy lên. À, thấy mày rồi. À, tao bay được rồi nè. Ê. Ê, hình như mình chạy một hồi lâu mình bay được các bạn. Mình chạy lấy đà sao mình nhớ mình bay mình. Đó. Ha. Trở lại cái đẳng cấp bay cao rồi. Yeah. Mày bay lên được hả? Sao? Đâu, tao mới tập lại bay được. Hồi nãy tao không biết tao tặng sao tao bay không được. Xuống đây nhanh lên. Em đi đây. Nhanh lên nhiệm vụ nè. À, thì ra là hai người này. Thôi được rồi, như để Naruto thì mình sẽ học của thầy Jaraja, còn núp sẽ học đệ nhất nha núp. Bây giờ mày cầm cuốn sách này nè, mày lại mày bố cho người mấy ổng, hoặc là Rylit cũng được. Cũng được hả? Ờ, âm nào cũng được. Oh, a Sage Throne. I will ông này nha, tao chọn ông này nha. You can. Là bài này. À, mày chọn cái này, ông này nè, mày chọn ông này nè, ông chọn đệ nhất nè, ông đó hơi bị đỉnh luôn á, cái Sage Mod của ông hơi bị dữ luôn á. Rylit vô, Rylit. Rylit thôi. Rylit chưa? Rồi. Bây giờ á, như đây nói nè. I unseal if you can. Có nghĩa là mình sẽ có nhiệm vụ đó chính là defeat thầy Jaraja. Ở cái nhiệm vụ này thầy sẽ không chết, các bạn yên tâm. Bây giờ núp để tập đứng trước núp. Mình sẽ cởi áo ra, mặc bộ đồ kia vô. Rồi, bây giờ các bạn biết là gì không? Ha ha, ứng nguyện chứ làm gì? Sao quýnh lại thầy nếu mà không ứng nguyện? Ha ha, đen thui luôn. Được rồi. Tao có cần mặc không? Tao mặc vô luôn. Đứng im đó đi. Phân thân ra, quýnh lại thôi. Yes. Vô. Ây da, ui. Sao mà tao thui? Ủa là sao mày quýnh không thầy luôn hả? Ừ, đây là nhiệm vụ mà ông muốn đặt cái tao tối thui mặt mày luôn, tao không thấy gì luôn nè. À đây rồi. Hồi né ra. Đây là ui, dùng kết cát luôn. Ghê, ai. Ui, thầy của mình ghê thì các bạn. Nhưng mà thôi tao đi theo ông thầy của tao nha. Nhưng mà cái bóng của mình đâu phải dạng dừa đâu. Jutsu. Yeah, thầy làm gì có thể. Ê, thầy chạy hay thầy dân gian thầy. Ê, mày đi theo ông ấy đi núp để tao làm sao là phiên mày quýnh ổng. Có theo nè. Chưa, 300 máu à. Ui, 300 máu rồi, mình bị quýnh, ông quýnh là vô cái là tối thương mặt mày luôn các bạn. Trời, cái bóng của mày sao thấy cùi bắp vậy?
hơi bị mạnh đó mà. Đó, lên ở đây. Ui, dùng lửa luôn, dùng thật lửa luôn. Ông tự dùng luôn hả? Ông tự dùng luôn. Ồ, ok. Đã nói ông thầy của mình mà, ông thầy của mình đi hết bóng ta luôn rồi. Trời ơi, thầy ơi, thầy giống mạnh quá. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Sao mày cháy, mày bút rồi. Ừ, tao bị cháy đít rồi, thầy quýnh cháy đít luôn. Còn 5 máu là sẽ không chết được. Yên tâm các bạn, yên tâm. Ông thầy của mình đâu rồi? Ui, ông dùng cát nữa kìa. Tụt cát nè, tụt cát. Ông thầy của tao ông sợ quá, ông chạy. Không có đâu, phiền. Giờ tao đang làm nhiệm vụ nè. Chạy nè, thầy chạy nè. Cố lên mấy bóng, quýnh thầy đi. Rồi rồi rồi, ok ok, các bạn nhìn kìa. Bây giờ quýnh không xi nhê nữa này, các bạn thấy không? Đó. Thầy mày sắp chết chưa? Không bao giờ chết được. Không bao giờ chết được nè, có quýnh nè. Very good. I shall update your zone location to make with more Myoboku. Là cái gì ấy? À, trên đây nó xuất hiện cái tọa độ để cho mình có thể làm cái nhiệm vụ tiếp theo rồi mọi người. Đây là cái nhiệm vụ mình tới đó để thực hiện cái Sage Mod. Ok, thầy tự biến mất nè các bạn coi nè. Nè nè nè. Ông tự biến mất nè, bây giờ mình cầm kiếm mình chém ống nè. Các bạn coi nè. Không được thấy chưa? Không được thấy chưa? Ổng đi một lúc là ổng tự biến mất. Ủa, ông thầy tao đâu rồi? Từ từ mình đi theo ông thầy mày đi. Để tao coi thầy biến mất như thế nào. Thầy tao ổng núp đâu ta? Thấy chưa, không đủ nữa các bạn. Mình phải tới độ đó thì cuốn sách này mới dùng trực tiếp được. Tới nhiệm vụ ngoài thiền á, thì mình mới hoàn thành nhiệm vụ được các bạn. Thầy ơi, thầy đi, thầy nhanh con làm nhiệm vụ nè. Cho con núp làm kìa, núp kìa, núp đợi phiên mày kìa, núp bại quýnh bại để nhứt đi. Trời ơi, nó chơi thật nước kìa. Mày quýnh thường. Trời ơi, mày chơi lửa luôn, chơi lửa luôn. Ông sao tao chưa thám thì chỉ mày mà thao ông thầy của tao ông chơi chiêu dữ rồi núp. Mày chơi chán á, mày chơi quýnh thường thôi, chơi thật lửa cháy hết nhà đâu kìa. Thường hả? À? Để tao quýnh thường thôi, cầm kiếm nó quýnh thường. À, tao có phơ cái gì gọi là phi tiêu. Phơ tiêu đó, hả? Phi tiêu. Quýnh thường thôi, đừng có chơi vậy, chơi phép thuật. Ông thầy của mình ông biến cái đâu rồi. Sao có một cái. Trời ơi, bóng của mày cù bắp quá. Trời ơi, mày dùng được hai bóng. Trời quýnh ông hai cái, bóng mày bay luôn. Có bóng là mừng rồi. Nè, thì tao gồng chắc ra. Nè, tao cho mày mượn cái kiếm nè. Mày làm nhiệm vụ cái lẻ đi kìa. Cây katana kìa. Lẹ đi, quýnh ông đi cho làm xong nhiệm vụ. Mày quýnh mấy đứa vô phụ. Trời ơi, ông quýnh cái bóng, mỗi đứa bóng. Đi liền luôn. Ừ, sao bóng của tao nó nhanh chết vậy mày? Quýnh không? Bóng mà yếu quá, bóng của ta là multi shutdown nên thành ra là quýnh xịn hơn bóng của mày chứ sao? Ê, sắp chết rồi. Chết là xong, mày đi cầm cuốn sách kia với tao nữa là đi qua chỗ kia tụi mình làm nhiệm vụ. Ê, xong rồi kìa. Ủa, xong chết luôn hả? Được, thì ông đó là ổng là chịu hồi từ xác chết mà chứ ổng đã bị chết từ lâu rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái chỗ này mọi người. Mình sẽ tới cái tọa độ 262, 2621, 66, trừ 30 nha. Được rồi mọi người, bây giờ nhận nhiệm vụ tiếp theo là ở cái góc này. Mình chẳng biết tại sao nữa, có thêm bà cốc Gamma Punta ở đây nữa. Chắc là mình nghĩ là nhiệm vụ nó phải chui vô trong đây hay sao á. Mình thấy cái tọa độ đây là gần giống như là tọa độ gì... Đến 2621, 66, 66, trừ 3035. Là chính là cái tọa độ này nè mọi người. Rồi sau khi Raditz vào thầy thì mình đã được dịch chuyển tới cái vùng đất này rồi các bạn. Đó chính là cái tọa độ này nè mới đúng. Bây giờ đó các bạn thấy không? Yusimon Raditz Resin Gamma Maru. Who dare disturb me? Cái gì nhau anh? Trời, đây là cái đây chưa học các bạn thấy không? Lên Sagamon hả? Yes, mình đang học Sagamon. Bây giờ trời ơi, đi kiếm 10 cái cục thịt, 10 cái con cá và 10 cái slam. Cái nhiệm vụ này quá là đơn giản luôn. Ok, mà nó chuẩn bị đủ quá mọi người. Bây giờ chỉ cần... Đó, các bạn không? Thấy không? Mấy cái đồ của mình nó tự động nó rớt xuống các bạn không? Ok, rồi. Ai nữa? Cái gì nó? Có tao mặt mày nữa hả? Oh, very well. Thì nó đang tối mà đang học cái này nó rất là cực khổ luôn. Tiếp theo, tôi muốn bạn đi vào rừng. Oh, và sử dụng cái cuốn sách này để Sage được insert. Oh, vào rừng hả? You are not a jungle biome. Bây giờ mình cần phải đi vô rừng các bạn. Mình phải kiếm một cái cánh rừng để mình vô để hoàn thành. Mình nghĩ chắc là
đi kiếm cái gì các bạn biết không? Hình như vô đi kiếm một cái con sâu để về làm một cái thứ gì đó. Cái gì nè? Bây giờ à bên đây vẫn ống màu anh, làm sao có rừng được? Trời, rất là nhiều bọn mình đi được trên nước mà đâu có sợ. Đó, bọn mình đi được trên nước mà mọi người nên là thành ra quên chứ. Mình bật cái kỹ năng này lên mà đi cho nó nhanh. Đó. Tại vì ở đây là rất là nhiều hòn đảo đó, thành ra mình đi di chuyển. À, bật cái đó đi nhanh hả? À. Bây giờ mình cần phải đi chơi single các bạn, mình phải kiếm cái single chứ không là các bạn không. You are not in a jungle. Rất là khó luôn, tìm ở trên biển này, cái khu này không biết cái đâu là cánh rừng luôn để mà đi tìm cái đó. Cuối cùng thì cũng lấy xong cái món đi rừng các bạn. Trời, kiếm ra cái jungle các bạn. Chỉ để lấy cái con Sage Insect này thôi các bạn. Một con sâu các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ tiếp tục nè. Đấy, lại tới tâm mặt mày nữa rồi. Trời ơi, nãy giờ mình kiếm mấy tiếng đồng hồ mới ra được cái rừng. Gamaru, ha ha ha, delicious. Good, now bring me in đây. Có nghĩa là mình sẽ quýnh con Shinobi Ender. Và bây giờ tụi mình sẽ kêu để về lẽ nhất. Rồi, mình đã tới chỗ thằng Ender Shinobi. Ha ha, bây giờ tới sẽ nói chuyện với nó mọi người. Rồi, bây giờ Ender Shinobi, nhà ngươi có thể. Rồi, mình thay máu đối với như là mình nghĩ là nó không phải đơn giản là mình phải đánh bại nó đó coi. Nhiệm vụ cho các ngươi là đánh bại ta để nhận Ender Shinobi. Trời ơi, là con mắt Ender. Nấp. Nấp. Đi mày. Lẹ, cái thấy. Mày ra đây đi, mày đâm cái ác mà. Ra đây giúp tao đi, tao không ra người ác được. Ừ, nhanh lên. Đâu, ra mày đây. Quýnh nó đi. Quýnh nó đi chứ làm gì. Nó kêu mình quýnh nó mà, nhiệm vụ mình cứ quýnh thôi à. Tối tao mặt mày rồi. Quá, tao bị tối tao mặt mày rồi. Để tao. Ui, ôi, nó quýnh nó tao tôi luôn rồi vậy. Ui. Ây da, ui, tới tôi rồi, đâu rồi. Đâu rồi, không thấy đường hết. Ui. Mày thả đệ tử mày đâu nó đi. Ủa chết rồi, không thấy đường rồi. Cần gì chết. Một mình đâu, chấp này, hết tụi mày. Ê, sao nó không quýnh mình ta? Nghĩ sao không quýnh, nó quýnh, không quýnh mà tới thôi. Chẳng qua là do cái thật của mình đỉnh cao quá, quýnh hai đứa quýnh nó đạp to quá nè. Ờ, nó sắp chết rồi mày. Mày hả bự. Sắp chết rồi. Một chút nữa. Chết rồi, tao bị tớ ra mặt mày nữa rồi. Một mày... chiêu cuối cùng. Ok. Ê, kia rất Ender kìa. Rồi, nó ra con Ender rồi. Oh my god. Các bạn biết tại sao không? Đó chính là ngôi làng của mình quá nhiều dân làng ra rồi đó mọi người. Rồi bây giờ mình trở về chỗ học nhiệm vụ tiếp thôi nào. Rồi cuối cùng mình trở lại chỗ cũ rồi các bạn. Bây giờ tiếp tục bấm cái này. Rồi chúng ta lại tiếp tục The NDA Jordi là do yêu cầu của Gamamaru. Wonderful. Just one more thing. Chết một lần nữa thôi. Bây giờ cần à một cái xô lá da, một xô nước. Cái này thì quá đơn giản đâu mọi người. Cái này mình trở về nhà thôi. Rồi, ok, mình đã trở lại. Đó, bây giờ thì mình đã có cái xô lửa và lava và nước. Cái nhiệm vụ lần này mình làm con núp nó được hưởng ké luôn mọi người. Nên nó đứng gần mình, mọi người thấy hiệu ứng không? Đó. Đây thôi, dạ hưởng. Đó các bạn thấy chưa, đứng nó hưởng ké mình tới vui luôn các bạn không? Yes, add the ingredient. I hear. Now I show you the lava, bring the water, boiling point. Yeah, finally, we added it now. So, cái này là những cái đồ dụng cụ để khiến cho mình có thể hoàn thành nhiệm vụ để. Và bây giờ mình chuẩn bị có một chén súp, rất là chuẩn sẵn sàng có một chén súp. Bây giờ chắc là mình nghĩ là mình ăn chén súp này đó. À, nó không phải là một chén súp bình thường đó, mà đó là chén súp Sage súp. À, hãy uống nó đi. Ủa, cái chén súp ở đâu rồi mà các tôi uống? Đâu? Súp đâu? À đây nè các bạn, nó vừa vô mình chén súp. Ê, Núp mày thấy chén súp không? Mày thấy chén súp không Núp? Ê, có chén súp gì mày? Ủa, mà súp gì tào lưa hết đâu? Chén súp gì ghê vậy? Giờ ông bóc mình uống chén súp mà này vô. Ê, mày có con sâu nữa các bạn. Ơi, ghê quá Núp ơi. Ê. Chén súp gì có con sâu trên nữa cái thứ gớm mà. Ôi, chén súp này ơi, ăn vô để trở thành ra game mod thôi được rồi. Ăn đi, tự ăn của con cóc á. Thôi kệ, ăn vô để trở về quýnh hàng ban đó mọi người ơi. Ghê quá, ghê quá. Ôi, mình lại chóng mặt đó rồi. Trời ơi, chóng mặt, chóng rồi, mặt. Rồi. Bây giờ 3, 2, 1. Wow!
Mình đã trở thành tiên nhân rồi, chưa ngồi thiền mà trời. Ê, mình chắc là mình bắt được các bạn, tại vì mình có ấn nguyền rồi, nó kích hoạt sức mạnh của mình rất là cao luôn. Bây giờ Yeti biến hình dạng bình thường và Yeti biến hình Sagemod coi. Đâu, từ từ để mình nhìn con mặt núp đã. Đâu, mày nhìn qua đây, nhìn qua đây. Trời ơi, mày thấy chưa, thấy tao chưa? Ôi, con mắt của mày hình như là con mắt của đệ nhất núp ơi. Ủa, hả? Cái đó là Sagemod. Đâu để tao coi thử coi. Con mắt của mày đẹp lắm núp. Ủa, tao có con mắt tròn luôn mày. Ừ, con mắt của đệ nhất nè. Ơi, tao có cái sức mạnh đó chính là Strength 4 và Resistance nè núp. Mày, của mày là cái gì? Tao có Strength gì vậy? Regeneration. À, của mày Regeneration là cái hồi máu. Wow. À, là tao được hồi yeah, máu. Yeah, và bây giờ mình đã trở thành lục đạo rồi mọi người ơi. À, được rồi. À, mày có cái đuôi. Không phải lục đạo, mà là tiên nhân cấp các bạn. Mình có tiên nhân chứ không phải là lục đạo. Lộn. Tiên nhân bây giờ trở về thôi. Và mình sẽ được thêm một bộ đồ. Bọn con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi thầy. Thầy thấy trên người con có gì chưa? Ha ha. À, thầy nhìn nè. Kha kha kha. Chính là bộ đồ tiên nhân đó. Bộ đồ đẹp ghê chưa? Ơi núp mày bị lát lát đó, bay lát lát. Ơi con mắt của mày nhìn sợ quá núp. Con mắt của mày nhìn ghê quá. Quá tao vậy là hư dữ á. Ấy mặc cái sao bộ đồ. Sao mày có bộ đồ đẹp quá vậy? Trời đây là bộ đồ Sage đó, bộ đồ xịn sò nhất luôn đó. Ừ các bạn nhìn mình ghê chưa? Đó. Để mình gồng con mắt mình lên cho mọi người coi nè. Ừ dữ chưa? Đó, nhưng mà hai cái này mình đi nó sẽ bị lỗi đồ nên là bộ đồ này mình sẽ mặc lúc mà mình bỏ bộ đồ ra. Đó, mình sẽ mặc đây. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta hãy đi đánh bại thằng Ben thôi mọi người. Thằng Ben nó tàn phá cái khu vực ở trên kia rất là nhiều luôn rồi mọi người. Bây giờ á, mình cần phải đi mua mì ramen cái đã các bạn. Nó tiêu diệt hết bọn dân làng, gây lát cho dân làng. Không biết đây là điều tốt hay là điều xấu nữa. Nhưng mà bây giờ cuối cùng mình có đi mua ramen được rồi hả? Vẫn giờ và phải đi mua ramen. Nhưng mà từ từ, nó đang ở trước, nó đã biến thành cái cục kia rồi. Nhưng mà khoan, vô mua có mì cái đó các bạn ơi. Không có mì ramen ăn. Đây rồi, ha ha. Đã có mì ramen trở lại. Mày có cái gì để mua hay vậy? À, tao có mấy cái phiếu mua mì miễn phí nè. Thôi vậy? À, đây cho tao đi, để dành nè. À, mình được có mì ramen ăn rồi. Yeah. Ngon lành luôn. Ôi, con núp nó lại bật cái đó. Ê, núp mày bật cái đó, mày bật ấn nguyện cũng được. Núp bật ấn nguyện lên nữa đi. Được luôn hả? Đó, cởi kìa combo hai cái. Ủa? Luôn. Ui, ghê hả? Ừ, được rồi, tao cảm thấy tao mạnh ghê luôn rồi, đi mày. Bật cánh lên coi, bật cánh lên. Ôi bật cánh anh mất ấn nguyền rồi, mất cái kia rồi. Ủa kìa. Bật ấn nguyền thường thôi. Đó, rồi. Combo hai cái luôn. Ta bật, để ta bật cái kia được không? Ghê luôn, hai con mắt luôn. Vừa xa bay của này luôn, hơi bị bựa luôn, nhưng mà kệ nó. Thằng bay nó mạnh lắm mọi người. Đi khiêu chiến nó đi mày, tao cảm thấy tao mạnh lắm rồi. Rồi, chính ngàn máu màu. Cục đen đó hồi nãy là đó đó hả? Ừ là nó có cục đen. Mày nghe bữa chơi. Ủa sao nó quýnh mình văng sai dữ vậy? Ủa nó còn, trời ơi nó mạnh lắm đó bơ. Ơi. Trời mẹ. Ây da trời nó đấm một cái. Nó đấm văng xa ghê luôn mày. Nó đấm nó trời, mà... trời nó dí mày kìa. À nó dí mày, nó không thèm dí tao. Cái gì vậy giờ? Dạ? Con núp kìa. Ủa nó hút dân lại, nó hút con mực ra luôn mày. Mày trời. Trời nó mạnh ghê luôn á. Lần nó đấm cái văng xa lắc xa lơ luôn. Được rồi, bữa sau mình sẽ dùng cái... Ui, nó đấm gì sao mà chơi? Trời, ơi, đúng là Sagemod không là gì với nó luôn mọi người. Sagemod vẫn quýnh không lại mọi người ơi. Trời, quá trời máu luôn mày, quýnh cái gì mà. Ui, nó hút đi dài, nó quýnh... Ui, rồi, toàn lũng nhà nó. Ây da. Nó đánh tao bay ra ngoài làng luôn quá anh. Ui, nó chậu thì thôi luôn á. Trời ơi, tao răng ra tới tổng làng luôn ơi. Tao phải học thêm một kỹ năng nữa mới quýnh lại nó. Nó chính là không có gì bây giờ. À, các bạn nhắc cho mình đi. Ừ, hình như biết hình cáo. Nó tới qua đây, nó tới. Thôi, chạy. Ui, nó quýnh các bạn nhìn kìa. Trời, nó hút con mực kìa, Thằng Ben này mạnh lắm luôn á. Trời, nó quýnh tao bay lên tới nóc nhà không rồi. Không được, không ổn rồi. Ben ơi, bữa sau hẹn quýnh tiếp đi. Ben ơi. Nó tới rồi kìa. Xin tay. Ê, không được các bạn ơi. Tiên nhân nhưng mà bị nó quýnh chạy tuột quần luôn. Ủa sao quýnh tao xa vậy? Không ổn các bạn sao ơi. Sao quýnh tao hoài vậy? Các bạn ơi,
Hình như mình phải biến thành cáo thì mày ra mới có khả năng. Ê, con mắt của mình lên. Nó tới nữa rồi. Chạy thôi. Mày là Naruto, mày có tuyệt chiêu gì bữa sau học hết đi. Ừ, tao mới học biến thành con cáo tao mới quýnh lại nó. Chứ giờ nó mạnh quá, nó hút cả con bạch tuộc ở dưới nước lên luôn kìa. Đứng xa đó mà xa luôn, các bạn coi nó kìa. Đó. Nó hết dí tao rồi, mừng quá. Bây giờ nó chuyển sang dí tao luôn rồi nè. Nó quýnh một cái là bay chốc nhóc luôn. Được rồi. Ừ, nó mà đánh thì lên trời là bay lên tới trời luôn. Tiên nhân cũng phải là người chứ không phải là tiên thật đâu. Mình chỉ học mới học ăn súp nấm, súp rồi súp gì đó. Súp sâu. Súp sâu vô. Giờ bị thằng này nó dí chạy tụt cả súp luôn. Ê, bữa sau. À, đúng rồi. Mình còn thiếu một quên kỹ năng thầy chưa dạy mình. Đó chính là cái kỹ năng cái này mình phải tự ngộ nhận á các bạn. Các bạn biết kỹ năng gì không? Đó chính là biến thành con cáo. Nhưng mà rất là khó luôn. Được rồi, nếu mà các bạn muốn lớp học ninja của mình tập tiếp theo á, để mình có khả năng biến thành con cáo đỏ, các bạn để lại bình luận bên dưới cho Quang biết nha. Quang sẽ cố gắng tâm tập sau sẽ biến thành con cáo đỏ và giết chết thằng Ben này. Chứ bây giờ cái form này không đủ quýnh các bạn ơi. Nó đẩy mình bay xa chứ mình càng ở trong làng là cái làng của mình nó càng nổ, nên rất là nguy hiểm. Nên mình không muốn cái làng của mình nó tan tành mấy khối. Nên các bạn đừng quên ủng hộ cho mình nha. Bây giờ tức quá, đi qua thử đập con nhện nữa coi. Ờ, tụi mình đó nha. Mọi người nhớ nhấn like ủng hộ tụi mình nha. Trời, các bạn thấy không? Quýnh đây không, con này mười mấy máu luôn nè. Quýnh thằng nó có mấy máu à, là các bạn biết chứng tỏ nó mạnh cỡ nào rồi đó. Ôi, tao thấy máu nó nhiều mày ơi, mà quýnh thằng máu nó có 9.000 à, máu nó có 9.000 à. Trời. Ừ, 9.000 mà có 9.000. Thôi được rồi, để tập sau mình sẽ trở lại tiêu diệt cái thằng này nha mọi người. Mọi người nhớ đến like, subscribe ủng hộ cho Quanh nha. Muốn lớp học đến tập sau có nữa thì mọi người nhớ chúc clip này đạt thật nhiều like nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.